Thưa quý vị, nhu cầu nâng mũi làm đẹp ngày càng gia tăng do mong muốn cải thiện vẻ ngoài, giúp chị em tự tin hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, trên thực tế đã xảy ra không ít trường hợp đáng tiếc do nâng mũi tại cơ sở không uy tín, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trong tương lai. Phóng viên truyền hình VOV đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thu Hải, trưởng đơn vị phẫu thuật thẩm mỹ và laser công nghệ cao, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên của kênh truyền hình VOV. Thưa bác sĩ, không ít chị em cho rằng nâng mũi là một cái thủ thuật nó rất là đơn giản và họ không quan tâm nhiều tới nơi thực hiện và những cái kỹ thuật thực hiện. Vậy thì với cái việc mà nâng mũi thì nó có để lại những cái biến chứng hay không, và thường là biến chứng như thế nào? Nâng mũi thì nó là một cái phẫu thuật can thiệp và với các bác sĩ chuyên môn chúng tôi thì không có cái gì phẫu thuật nào là đơn giản cả. Và tất cả phải đều đảm bảo về tính an toàn trong khi phẫu thuật từ một cái can thiệp nhỏ nhất trên cơ thể con người. Tuy nhiên, đối với cái phẫu thuật với đặc tính đặc thù cấu trúc của người châu Á thì có cái sống mũi thấp, thì cái việc mà thay đổi làm nâng cao cái sống mũi để cải thiện về hình thể mũi cũng là một cái thủ thuật nhu cầu chính đáng của chị em và cũng có thể thực hiện được để cải thiện về mặt thẩm mỹ. Tuy nhiên thì với tôi quan niệm là chúng ta vẫn nên đến các cơ sở y tế và với được thực hiện dưới các bác sĩ có chứng chỉ hành nghề để có thể thực hiện những cái phẫu thuật, thủ thuật y khoa, mà kể cả thực hiện vào tại các cơ sở y tế thì cũng còn những cái tai biến rủi ro nhất định xảy ra với các cái phẫu thuật này, vì đây là một cái phẫu thuật có chất liệu độn, thì ngoài những cái rủi ro thông thường của một cái phẫu thuật thì sẽ kèm theo những cái rủi ro của cái chất liệu. Do vậy, khi mà thực hiện ở các cơ sở bên ngoài thì các cái biến chứng chúng tôi hay gặp nhất đấy là những cái nhiễm trùng, viêm nhiễm, và thứ hai nữa là cái về phần chất liệu, nguồn gốc không rõ xuất xứ và có phải là chất liệu y tế được phép cấy vào trong cơ thể hay không, nên nó sẽ dẫn đến những cái tai biến như vậy. Còn nếu những trường hợp thì với tai biến mũi của cái lâu dài thì có thể có những chất liệu viêm dò và lộ chất liệu thì cái đấy cũng có thể xảy ra. Nhưng nếu khi các bạn được thăm khám, những cái nguy cơ có thể xảy ra như vậy được thăm khám bởi các bác sĩ, mình được tư vấn và xử trí đúng cách thì những cái tác hại của cái việc nâng mũi thì là giảm thiểu tối đa và không đáng kể. Thưa bác sĩ, một trong những cái giải pháp cho cái việc nâng mũi đó là sử dụng chất liệu tự thân, đặc biệt là sụn. Vậy thì sụn có phải là một cái giải pháp an toàn tuyệt đối trong cái việc mà giữ cái hình dáng đẹp của cái khuôn mũi chúng ta đã làm về lâu về dài hay không? Chất liệu tự thân thì nó có những cái ưu điểm, đó là độ tương thích thì nó tương đối cao vì của sẽ được thực hiện là chất liệu của các bệnh nhân, trên các bệnh nhân. Tuy nhiên, chất liệu tự thân thì nó cũng có những cái nhược điểm nhất định là độ ổn định và vững bền về mặt hình thái thì nó cũng không phải là cái thuận lợi. Vì có những cái đặc tính về sống mũi chúng tôi yêu cầu đó là đủ về khối lượng cũng như là về mặt hình thể, gọt tỉa nó sẽ phụ thuộc khác nhau. Và cái chất biến đổi và cái những cái chất liệu tự thân thì khi mà mình lấy ra khỏi cái vị trí ban đầu và cấy ghép vị trí khác thì về mặt sinh học nó có thể thay đổi. Những cái đấy thì cũng không thể lường đánh giá được hết tất cả các cái việc về mặt tính thẩm mỹ đạt được cao. Tuy nhiên thì với các tính chất liệu tự thân thì ngành về trong lĩnh vực y tế thì cũng rất nhiều nhà khoa học đã sáng kiến cải tiến về mặt kỹ thuật để làm giảm thiểu những cái tác dụng mà không mong muốn. Đó là ví dụ chúng tôi bây giờ sẽ không còn sử dụng sụn sườn theo thanh nữa, và chúng tôi sẽ kết hợp làm nhỏ, gọi là những cái mảnh nhỏ để làm mình tạo hình, thì cái độ biến đổi nó sẽ ít bị gây ra cong vẹo. Còn đối với các chất liệu sụn ở các vị trí khác như sụn vành tai hoặc là sụn vách ngăn thì cái khối lượng đấy nó không đủ để bù cho toàn bộ cái khối lượng của cái sống mũi, và chúng tôi thường sử dụng như thế cho vùng đầu mũi hoặc vùng trụ mũi. Thưa bác sĩ, cũng có không ít những chị em mà họ muốn là tháo cái sụn khi mà chúng ta đã nâng mũi. Vậy thì cái việc mà tháo sụn đấy thì nó có ảnh hưởng tới cái cấu trúc của mũi hay không? Và chúng ta nên tháo trong cái tình huống như thế nào? Chất liệu tự thân thì cái độ bám dính nó cũng sẽ bám dính tốt hơn, nhưng khi tháo ra thì cái sự thay đổi nếu chúng ta ở tháo đúng thời điểm giai đoạn thì nó cũng không có biến đổi gì đáng kể. Còn lại đối với các chất liệu nhân tạo mà khi chúng ta tháo ra thì
nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta đặt được vào thì chúng ta cũng có thể tháo được ra. Nhưng tuy nhiên với các chất liệu đấy là khi chưa gây ra các tai biến và biến chứng gì thì nó mới không gây ra biến dạng và ảnh hưởng đến cái cấu trúc mũi. Không ít chị em thì lựa chọn cái phương pháp mà nâng mũi theo như cái xu thế, theo như trào lưu. Chẳng hạn như hiện nay là nâng mũi theo như cái xu thế là mũi châu Âu. Tức là mũi châu Âu thì rất là cao. Vậy thì nó có phù hợp với cái vẻ đẹp của người Việt Nam hay không? Với quan điểm của tôi khi làm mũi thì đẹp. Cái đẹp thì quan trọng nhất là cái độ hài hòa. Vì một cái mũi rất cao, rất đẹp nhưng trên đường gương mặt châu Á chưa chắc đã phải là cái mũi đẹp. Thế thì cái việc đấy chính vì vậy các bạn cần phải đến các bác sĩ chuyên khoa thì sẽ có một cái tư vấn để đảm bảo làm sao đẹp mà vẫn an toàn, chứ không phải đẹp bằng mọi giá. Vì khi các bạn dùng cái khối lượng quá lớn và quá nhiều thì nó cũng sẽ là những cái nguyên nhân gây ra tai biến rủi ro của cái đào thải chất liệu và gây ra các cái biến chứng, biến dạng của các cái vùng tạo hình, vùng mũi tạo hình. Thưa bác sĩ có lời khuyên gì trong cái bối cảnh mà hiện nay là làm mũi theo trào lưu châu Âu? Vậy thì cái việc làm mũi theo cái trào lưu châu Âu đấy, nó thực sự nó có phù hợp với người Việt Nam hay không? Phẫu thuật nâng mũi thì đối với cả các bác sĩ thì nó cũng là một cái phẫu thuật ở tiểu phẫu đến trung phẫu. Do vậy các bạn chỉ cần đến các cơ sở y tế và có đúng chuyên khoa, chuyên ngành thì các bạn có thể thực hiện được các kỹ thuật này một cách an toàn và hiệu quả nhất. Xin cảm ơn những thông tin hữu ích mà bác sĩ đã cung cấp tới với khán giả của kênh truyền hình VOV.